xác định nâng cao nhận thức của các tiểu thương, ban quản lý chợ về phòng cháy chữa cháy là giải pháp căn cơ để góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm qua, lực lượng công an Thanh Hóa đã triển khai tuyên truyền thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức. Nhờ đó, ý thức của các tiểu thương và ban quản lý chợ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân không chỉ có nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy hơn mà còn chủ động tham gia vào công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại nơi mình kinh doanh, buôn bán. công cơ nới này, câu móc điện, các vị trí mà ổ điện này thì mình phải để cách xa về tự lửa cháy. Ví dụ như này là cơ bản rồi. Khi mà nó có sự cố cháy nổ ra thì nó không bị bắn cái tia lửa ra ngoài. Vừa kiểm tra nhưng đồng thời cũng tuyên truyền giải thích cho từng hộ tiểu thương những kiến thức cơ bản trong phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và vì sao phải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đây là công việc thường xuyên của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng công an địa phương từ nhiều năm qua. Đặc biệt là trong những đợt cao điểm như mùa nắng nóng, thời tiết hanh khô và dịp trước Tết Nguyên đán. Và khi đã hiểu rõ, những tiểu thương này trở thành người chủ động nhất trong việc phòng cháy chữa cháy. Tại khu chợ tập trung lớn nhất thành phố Thanh Hóa, những xô nước chữa cháy trước đây giờ đã được thay bằng những bình cứu hỏa tại chỗ do tiểu thương tự trang bị. Cơ quan phòng cháy chữa cháy của Thanh Hóa là thường xuyên xuống kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở. Cái mặt bằng của chợ Bền Hoa hiện tại là, là đã thay đổi rất nhiều về hệ thống điện cũng như hệ thống phòng cháy chữa cháy và thường xuyên công ty là thường xuyên nhắc nhở lên loa nhắc nhở bà con tự giác chấp hành phòng cháy chữa cháy con người nhận thức bây giờ nó sẽ là tiến bộ hơn còn tại chợ còng thị xã nghi sơn ký ức về vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ 260 trăm sáu của tiểu thương trong chợ vào năm 2019 là bài học kinh nghiệm quý giá để mỗi tiểu thương tại đây nâng cao ý thức cảnh giác trước hỏa hoạn khi chuyển sang khu chợ mới không có tình trạng dây điện mắc ngang dọc như trước cũng không có cảnh bày bán hàng hóa chắn hết lối thoát nạn. Ở đây thì nếu như mà có cháy nổ thì chúng tôi sẽ kịp thời là báo cắt cầu dao rồi gọi 114 một, một, gọi cho đội phòng cháy chữa cháy và đồng thời có những cái phương tiện ở chợ để mà chúng tôi đã học tập để chợ lập lập tức là dập những cái đám cháy nhỏ để ngăn ngừa những cái tình huống xảy ra xấu. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 354 chợ truyền thống trong đó có 283 chợ có ban quản lý. Ngoài việc chủ động hoàn thiện, kiểm tra thường xuyên hệ thống chữa cháy tại chợ, các ban quản lý còn là đơn vị nòng cốt thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, thực hiện diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng trực trong mọi tình huống. Cũng như mọi năm, tức là cứ ngày 29 thì tất cả chợ chúng tôi sẽ đóng cửa để cho bà con yên tâm về nhà nghỉ đón Tết. Còn lực lượng ở thường trực chúng đây thì chúng tôi vẫn đảm bảo được 12 đồng chí 12 người này cũng là những cái thành viên của cái đội phòng cháy cơ sở. Buổi tối thì 6 người và buổi ban ngày thì 6 người. Đều như thế cho đến ngày mùng 6 Tết đến khi mở cửa chợ thì mới thôi. Để kịp thời có thể là triển khai được cái lực lượng mà khi có sự cố xảy ra có thể đây Cùng với việc tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy của các tiểu thương, Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiểm tra, thống kê các hạn chế bất cập tại các khu chợ để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ kéo giảm số vụ cháy nổ tại chợ về con số 0 và nhân rộng mô hình chợ đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.